Mít linh. Thả nó nhốn miết à, giờ đang nhốn nói được nói cái là nó rung. Nhốn được vậy. Đừng nó tắm ra đi. Tắm gì rồi? Giờ hẹp gì nữa? Giờ tắm chuẩn bị đi. Hai chị mình hai em nói. Ừ. Chấn động. Nhưng nó có trốn gì không? Tình kia đi nó có mục đích. Nó đi chào nào. Biết không? Xuống đi nó bò về ở đấy rồi nó đi. Một chân cơ bản là về. Giờ giữ ba con mém đây. Xuống bỏ ba con mém rồi sẽ thử đi đâu đi. Đủ quý. Nhiều ơi đó. Cả tròn không? Mày cả tròn không? Bữa giờ đi mấy bữa mà tròn như nào? Ngày nào cũng đi. Tiếng mình nó buồn nó rủ. Mẹ nói lên cho chị bốn. Xong rồi mới chia chứ, rồi mới lấy đồ, rồi mới đi chia. Lên hai con là thôi em không biết mình bà có nói chuyện bà cười hí hí không? Chứ hai con gặp lại là cứ lúc nào nó chỉ cười hí hí hí, đưa đi mà ghé được. Mới mấy cái là cười á. Tám chân đi đi chợ. Chị đang nói chung với con cháu gà đó. Chưa gì hết rồi. Hôm nay cuộc sống nhàn nhã. Xem xong hết thì sẽ gọi nó. Hả? Chừng nào đi? Mòn nó đi đi. Láo, mỗi khi công chuyện lùm đùm đờ đờ đi rồi ai cho nó ăn ông? Thì nó đã tới thu xếp nó từ đây. Một ngày nữa đi. Một ngày nữa đi. Chưa biết được coi sao này. Tiếng đâu 10 ngày nữa đi giờ. Chung anh 10 ngày nữa đi là mình đi chung á. 9 ngày nữa đi giờ.